Hiện tại thì giống hoa dâm bụt vàng là một trong những giống hoa được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, bởi hoa giống hoa dâm bụt vàng có màu sắc rất là đẹp, bông kép và lớn. Bông của nó khoảng 2 ngày mới tàn. Hoa dâm bụt kép này hiện tại thì được trồng rất nhiều ở các khu công viên, ở đường phố và các trồng ở làm cảnh ở sân vườn các khu nhà. Thông thường nếu mà một cây hoa dâm bụt vàng kép này nếu mà trồng thời gian lâu thì nó sẽ được một cây rất là lớn khi hoa nở đồng loạt, tạo thành một cái cây màu vàng rực, trông nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Đây là cây hoa dâm bụt kép vàng, hiện tại thì nó đang rất là nhiều nụ đây. Nó có chiều cao khoảng 60 cho đến 70 cm. Hoa dâm bụt kép màu vàng thì lá của nó nhỏ hơn và dày hơn so với các loại hoa dâm bụt khác, như là lá của các loại hoa dâm bụt đơn hoặc là dâm bụt màu hồng và màu đỏ thì lá của nó mỏng và lá nó rất là to. Wow, cái con châu chấu nó đang ăn lá này. Đó. Nhìn con này được gọi là con bà mụ nhỉ. Đang ăn lá say sưa và rất là ngon này. Chứng tỏ là cây nó không có thuốc. Đó. Vậy lá của nó nhỏ hơn nhiều so với lá của những cái cây hoa dâm bụt khác. Màu xanh thẫm, lá dày. Nếu bông hoa nở thì nó sẽ rất là nổi bật, hoa màu vàng sẽ được tôn lên trên cái nền xanh. Cây hoa dâm bụt thì nếu các bạn trồng ở ngoài đất thì cây nó sẽ lớn nhanh hơn nhiều so với trồng ở trong chậu. Đây là một cây trồng khoảng 1 năm tuổi, có chiều cao đây 20 phân này, 40, 60, khoảng 70 phân đó, tính từ gốc cho tới ngọn. Cái loại hoa dâm bụt vàng này thì nó chậm lớn hơn so với các loại hoa dâm bụt khác, như là hoa dâm bụt màu và màu hồng và màu đỏ. Tuy nhiên màu hồng màu đỏ thì lại ít người thích hơn, đó, tùy theo sở thích của từng người. Nhưng mà hiện tại thì hoa dâm bụt vàng được nhiều người hỏi và lựa chọn để trồng làm cảnh hơn cả. Hiện tại thì ở trong vườn cũng còn ít cái loại hoa dâm bụt vàng kép này. Đó, cái số lượng cái cây như thế này còn là ít. Đây cũng là một cây dâm bụt màu vàng cùng đợt với cây vừa xong mình đã quay. Hiện tại thì cây bắt đầu sắp có bông, sắp nở rồi. Đây, màu vàng của nó đây, bông đang nụ, chưa nở. Rất là nhiều nhánh nhé, cây rất là nhiều nhánh. Các nhánh thì đều bắt nguồn từ cái thân chính. Đó. Một thân chính và tỏa ra rất là nhiều nhánh. Lá của loại hoa dâm bụt vàng này rất là đẹp. Lá nhỏ, bóng và có màu xanh mướt. Rồi, rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi cùng
video của mình về cây hoa dâm bụt hiện tại đang được yêu thích và được nhiều người lựa chọn để trồng làm cảnh ở sân vườn. Nếu quý vị và các bạn đang xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh, đồng thời ủng hộ kênh nhé. Và nếu các bạn có nhu cầu mua cái hoa dâm bụt kép này thì có thể liên hệ với mình qua số Zalo 0985028936 để được biết thêm thông tin chi tiết. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.